yêu một cái rose mới nè. Đây là Miss Web Rose. Đây, demo số 2 ha. Vâng. Rồi, tạo file web business luôn. Các index là cái trang chạy chính nè. Rồi, web content ha, new một cái file CV mới index. Đó. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ thiết kế cái form và cho người ta nhập liệu. Mình mong muốn rằng là lít chuột vào trong cái nút submit ở trong đó cái thì nó sẽ gọi về Serverless. Và Serverless lấy giá trị của mình trong cái form ra và mình đưa vào trong cái trang GP để mình show cái kết quả. Hoặc là sau này mình gọi về Serverless, Serverless lấy được giá trị của cái form, gọi thay đổi đây để lưu xuống cái submit được ha. Đó là gì vậy thì nó sẽ làm. Thiết kế cái form chúng ta sẽ sử dụng cái method post chỗ này tùy theo cái ngữ cảnh mà xài post hoặc là get nha. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta có form rồi chúng ta sẽ có method chúng ta sử dụng chỗ này là method post nè. Submit lên thì chúng ta mở hóa dữ liệu truyền lên. Mình sẽ cho người ta gọi về serverless account. Đó, chút xíu ta tạo sao cái ông đó. Em lấy được password rồi, bây giờ chúng ta tiếp viết test array ha. Và chúng ta làm việc với một số cái thành phần khác. Rồi, vậy thì bây giờ trong này chúng ta có những table đây. Đó, mình điền table ha. Rồi, vậy thì bây giờ ở đây thứ nhất là người ta sử dụng test area. Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái description nè, cho người ta mô tả thông tin nè. Đó. Và bây giờ trong trường hợp mà mình muốn lấy giá trị của test area ra, chúng ta sẽ có cấu trúc như sau, gọi tới test array đúng không? Bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột, ví dụ 5 dòng, 20 cột thì mới mốt lấy cái phần mà viết cái nội dung dài mô tả cho mẹ viên đó, những cái tin tức hoặc là những cái phần mô tả cho sản phẩm đó là chúng ta sử dụng kết hợp với nó. Và chúng ta kết hợp với những cái thư viện của JavaScript như là TinyMC hoặc là Jira thì chúng ta sẽ có những cái editor để cho mình hỗ trợ soạn thảo trình bày cái nội dung đó. Được ha, khi mà mấy cái trang mình thức rồi chúng ta thường phải đơn giản đó. Rồi, và cũng giống như đối với username và password, để lấy được cái giá trị của control trong form thì chúng ta dựa trên cái thuộc tính name của nó để chúng ta lấy. Đó. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta đặt cho nó cái tên, ví dụ như là mình sẽ có description. Đó, mình sẽ có cái name description. Rồi, bây giờ nó chạy thử cái cho nó lên giao diện hay chưa. Xong rồi chúng ta đi tạo một cái serverless cũng nằm trong Object Controller luôn đó. Chúng ta đặt Account Controller ha. Và sửa cái tên đó là Account.
Rồi vậy thì bây giờ tạo một cái bucket controller. Chúng ta tạo một cái bucket controller ha. Mình đặt nó là ở đây có bucket controller nè. Và mình sẽ cho nó là account controller. Tạo một cái serverless mới. Mình đặt là account controller. Rồi. Và bây giờ mình sửa cái tên đó là account. Vậy thì bây giờ cái form của mình đang là cái main hotspot thì chúng ta bắt ở trong Google Mod. Được các bạn. Đó, task của mình. Chúng ta nhận nhiều cái xử lý thì giống như cái bài hôm trước. Chúng ta nhờ query string để chúng ta xác định cái hành động hiện giờ là hành động gì. Tìm kiếm hoặc login hoặc là thêm hoặc là edit v.v. Rồi vậy thì bây giờ cho cái demo này thì mình làm một hành động thôi. Do đó chúng ta xuống dưới đồ bot chúng ta viết cho nó. Vậy thì đứng từ cái trang gốc của mình chúng ta liếc chuột vào trong cái nút cái chạy lên thử cái ha. Như vậy tại thời điểm này start process lên cái. Rồi và bây giờ mong muốn rằng liếc chuột vào trong cái nút sale cái thì chúng ta sẽ gọi về đồ bot ở đây. Xử lý xong lấy được giá trị của test array xong đẩy vào cho cái trang resolve.cp show ra đó mà sau này mình gọi hai phần hay cái kiến thức trước để chúng ta lưu xuống cái sở liệu hoặc là làm cái gì đó đó. Vậy thì giờ tới thời điểm này được cái kết quả mong muốn như vậy ha. Vậy thì ở đây chúng ta có rồi ở đây chúng ta có rồi vậy thì ở đây chúng ta được cái direction và bây giờ gắn cái nút đúng không để chúng ta gọi về cái doom boss. Rồi vậy thì nếu chạy lên được rồi chúng ta thêm một dòng nữa chúng ta gọi tới cái nút submit của nó. Vậy thì trong này chúng ta sẽ có input type submit là value sell. Rồi, vậy thì trong này chúng ta có nút sell nè. Đó. Và liếc chuột cái thì nó gọi về account được rồi nè. Đó, nó đang gọi về reward đó. Rồi, vậy thì bây giờ lớp tạo một cái file resource.csv nữa. Ha, và chúng ta cho cái new boss nó load cái trang resource.csv lên. Rồi, các bạn làm thử. Tạo một cái trang resource.cp và chúng ta sẽ cho Lumos load cái trang đó lên. Rồi vậy thì trong web container chúng ta có resource.cp nè, một trang nè. Sau đó đứng chỗ do boss nè, load nó lên ha thì lấy request nè. Đó. Chúng ta gọi get request dispatcher để chỉ ra. Rồi, get request dispatcher. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi vô resource.cp forward request response. Rồi, nghe là chạy cái là liên chuột vào trong nút sale nè. Nó lên cái phút xem kia nào.
À, này con này nó mua hẻ rồi. Thằng ngay. À, nó bỏ hàng rồi. Rồi, vậy thì bây giờ mình lấy giá trị của test area. Chúng ta giả sử làm từ từ ha, chúng ta tạo cái biến description để chúng ta hứng lại cái kết quả. Vậy thì mình lấy request, mình gọi cái hàm guest parameter. Chúng ta chỉ cái tên của control cần lấy. Thì trong trường hợp này, hồi nãy mình đặt cái name của nó là description, thì chúng ta chỉ có cái tên cần cho nó. Rồi, vậy thì mình sẽ đưa qua bên kia. Thì chính là request set attribute chứ gì nữa. Thí dụ mình đưa cái giá trị description ha, lấy từ cái biến description qua, chúng ta set attribute. Rồi, vậy thì qua bên trong result chúng ta sử dụng biểu thức yield thì chúng ta show ra. Tôi la tấm mở nhọn result. Rồi tôi cho description. Các bạn chạy thử cái đó qua bên trong cái file resource.cp, chúng ta show ra cái giá trị description này. Vậy thì vào trong result show username ra đô la tấm mở hoặc nhọn chỉ tới username sau cái description này. Sorry, description lộn ngoài description description. Rồi, chúng ta chạy thử ha. Dữ liệu như trên đó. Rồi, nó như thế nào. Rồi, vậy thì bây giờ chạy lên link chuột vào đây cái. Đây là kết quả chúng ta hướng về nè. Link chuột cái. Rồi đó, lấy về được giá trị của test area. Nếu ai xong rồi đó thì các bạn vào cái trang này, các bạn vào cái trang này tên EMC. Nếu mà lấy được cái giá trị rồi nha, rồi mở cái trang đó đi, search lên Google, search trên EMC đập vào liền thôi. Thì đây là một cái editor người ta viết bằng JavaScript để chúng ta có thể tích hợp nó vào trong những cái test area ở trong cái website của mình đó. Ví dụ các bạn hình dung cái website này mình viết cái bài viết dài, mình cần định dạng chỗ nào nghiêng, chỗ nào lệch chân, chỗ nào đỏ, chỗ nào có danh sách giống như Word vậy đó. Thì rõ ràng nếu mà mình không gắn cái này thì cái người sử dụng bình thường ta phải đi học quá email người ta mới định dạng. Ai làm vậy đúng chưa? Đó, thì ở trong admin 11 mình sẽ gắn vô cho người ta xài, người ta trình bày. Thì cái kết quả sau khi mà người ta trình bày ở trong cái nội dung đó là mình hứng về được một cái chuỗi HTML bên trong. Nghĩa là mình xài, ví dụ như là các bạn thấy đây là cái giao diện của tên EMC nè. Ví dụ như là bây giờ thầy viết, thầy soạn thảo cái gì đó thì ở đây tự nó sẽ phát sinh ra HTML cho mình. Và kết quả cuối cùng là mình hứng, là hứng cái đoạn HTML đó về. Mình lưu vào trong cái chữ test trong cái số liệu. Và khi load lên nó có chứa HTML tự, nó sẽ show ra hình dạng tương ứng.
Ví dụ như là các bạn thấy thầy muốn cho nó đậm, cho nó nghiêng, cho nó làm gì đó thì ở đây có rất là nhiều những cái định dạng khác nhau. Thì các bạn thấy cái kết quả cuối cùng là chúng ta được cái đoạn HTML này nè. Thì khi mà mình gọi request get parameter là mình hướng về nguyên cái chuỗi HTML này. Được chưa các bạn? Rồi vậy thì bây giờ trong trường hợp này vào được tới đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tích hợp cái IDMC này vào trong cái direction của mình. Ok, vậy thì các bạn kéo xuống chút xíu nữa đó. Cái này cái web nó rất là dễ đọc. Các bạn kéo xuống chút xíu nữa nó có cái quiz response. Thì đây là cái nơi mà chúng ta sẽ xài. Rất là dễ, có 2-3 dòng như sau đây. Đó, thì bây giờ thôi thay vì mình làm hiến tao thư viện về rồi copy cái script của nó trên này bỏ vào trong cái training test của mình đi các bạn. Khỏi cần phải lấy cái thư viện nó về nó cầm. Rồi, như vậy là chúng ta có script. Và cái chỗ này nè mọi người, ở chỗ tinymc.init đó, cái chỗ selector này nè, các bạn có thể khai báo một cái ID cho nó để chúng ta có cho nó rõ tới cái request area nào mà chúng ta muốn. Ví dụ sau này các bạn không thích là kiếm tất cả request area mà chúng ta chỉ lấy cái request area cụ thể thôi thì định nghĩa cái ID giống như chúng ta sử dụng jQuery được không mọi người? Đó, rồi vậy thì xong rồi đó. Giờ tạm thời cấp hai cái này coi nó lên được gì rồi. Như vậy là nó load thư viện của IDMC từ cái UL này và nó sẽ kiếm tất cả text array nó nhúng cái IDMC vào lên giờ. Đó, như vậy là bây giờ tới thời điểm này chạy lại cái rồi lung lên luôn. À, đó, chúng ta được cái IDMC chúng ta xài. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn viết nội dung, các bạn định dạng cho nó đi. Và liếc chuột vào trong nút sale coi được gì. Có phải vào trong cái gen resource chúng ta hứng là hứng nguyên cái chuỗi định dạng của nó không mọi người? Đây là cái chuỗi nó đã định dạng bên kia rồi. Có nghĩa là mình lấy được nguyên cái mớ HTML bên trong cái text array đó với các cái định dạng. Thì sau này mấy cái phần mô tả là xài cái này. Nhưng mà không, xin không bằng này đâu, có nhiều chức năng không bằng. Được ha. Ở cái API không sao đâu, biết sao, tại vì mình làm biến, mình đào cái thư viện nó về nên mỗi lần mình truy xuất thông qua cái địa chỉ của trang kia nó kêu nó quên đi thì không. Được rồi, thì mình đào cái thư viện về là xong, cái mình sửa lại cái link của mình là rồi. Xong cái hình cho nhập liệu, bây giờ tới hình cho lựa chọn. Thì trong hình cho lựa chọn chúng ta có checkbox dạng true false, check cái active cái tài khoản đó, bỏ chọn đi active nó, check cái cho show cái danh mục ra, bỏ chọn ẩn danh mục đi, check cái cho cái sản phẩm đó thành special, check bỏ chọn cái hết special. Được chưa bạn? Thì ở trong này chúng ta sẽ làm việc với checkbox dạng true false. Checkbox list chúng ta có radio, có combo box đó, ha, đó là một số cái lựa chọn. Rồi thì bây giờ quay về index.cp, lấy một dòng nữa xuống đi các bạn. Thôi copy cái direction xuống luôn cho nhanh ha. Đó, copy nó xuống và mình sửa thành status chỗ này đó. Vậy thì bây giờ trong trường hợp nè, chúng ta sử dụng checkbox inverse type checkbox. Chúng ta có inverse type checkbox. Vậy thì bây giờ mình muốn rằng khi mà người ta có chọn thì mình lấy về một cái giá trị, thì cái giá trị đó nó nằm trong cái thuộc tính value của cái checkbox. Thí dụ như là mình cho nó chữ true, chữ false, hoặc là các bạn không thích các bạn cho nó chuyện nó chuyện cái giá trị gì là chuyện của mình. Được nha. Và bây giờ chúng ta đặt cho nó một cái name các bạn. Đối với CP Simulate thì nó sẽ dựa trên cái name để nó lấy giá trị của control. Vậy thì chỗ này chúng ta có status ở đây. Vậy thì bây giờ tới thời điểm này mình chạy lên cái ha. Rồi đây chúng ta có cái checkbox đây. Và bây giờ trong trường hợp này, bây giờ các bạn phải thử coi nó như thế nào. Các bạn về account controller, về account controller.
Thì bây giờ cái vấn đề của mình á là mình muốn lấy về cái giá trị true form, đúng không bạn? Muốn mình lưu vào trong cái số liệu là cái chữ viết trong cái số liệu đó. Nhưng mà bây giờ mình test thử coi như thế nào thì mình xài console đi, mình sit out nó ở trong này ha, để mình show cái dạng console đi coi kết quả. Rồi mình sit out cho nó ở trong toolbox nha, trong toolbox ha, chúng ta sẽ sit out, chúng ta lấy request guest parameter, các bạn để status vào đây. Rồi bây giờ các bạn chạy, các bạn chọn vào trong cái checkbox nhấn cái nút sale, và không chọn vô trong cái checkbox nhấn nút sale, mở cái cửa sổ hình son để mình coi cái kết quả nha. Ở cái cửa sổ hình son ở trong này coi cái kết quả nó như thế nào. Mình đang show bằng hình son ra ha, thử coi khi mà mình chọn á thì nó làm sao, mà khi không có chọn vô cái checkbox thì kết quả nó làm sao. Để bố các bạn nhìn trước cái kết quả đó. Có chọn thì lấy được cái gì nè? Trâu vẫn chọn luôn. Nôn, chính xác. Đó, bị nôn. Có nghĩa là không chọn là bị nôn. Vậy thì bây giờ trong trường hợp mà chúng ta cần hơn là hơn cái chữ trung môn mà. Vậy thì có phải nó khác nôn là nó có chọn không mọi người? Chứ gì nữa, đúng không? Còn bằng nôn là bỏ chọn rồi. Do đó trong trường hợp này thầy sẽ đi kiểm tra nếu nó khác nôn. Vì không thì mình muốn lấy khác nôn và giá trị cụ thể thì mình lấy giá trị nó ra. Còn ở đây là mình đang cần hứng về là đúng hoặc là sai, có chọn hoặc không chọn thôi, đúng không? Do đó trong trường hợp này thầy sẽ thử cái coi nó làm sao nè. Vậy bây giờ trong trường hợp này ví dụ chọn cái liếc chuột cái đây, chỗ này. Rồi mình không chọn, mình liếc chuột cái nó được gì luôn nè. Thấy giờ. Rồi vậy thì bây giờ mình cần hướng về là muốn lên. Do đó chỗ này mình khai báo chữ muốn lên status đó bạn. Có phải là hồi nãy mình thấy là luôn và khác luôn không? Vậy thì trong trường hợp khác luôn thì trả về true. Do đó cái checkbox dạng true phone mà các bạn muốn lấy về kết quả true hoặc là false, chúng ta viết kiểu này. Thì khi mà nó khác luôn thì cái biểu thức này đúng, do đó cái biểu status của mình là true, ngược lại là false. Đó, đó mình lưu vô cái chữ viết trong cái số liệu đó. Rồi, vậy thì bây giờ mình đã được là cái giá trị chọn hoặc không chọn rồi. Chúng ta truyền qua bên kia các bạn, set attribute status. Rồi status ha. Rồi các bạn vào trong cái trang result đây, ghi chủ đề test area. Test area ở trên này chúng ta có cái công chọn test area nè. Rồi cái này là checkbox nè. Đó, ghi chủ là ha. Rồi đó. Rồi các bạn qua bên kia, các bạn lấy giá trị của status ra coi nó true hoặc là false, tương ứng với cái giá trị của mình hay không. Cái này nó tương đương với ở trong cái form của admin MVC là checkbox for á. Nè, trong checkbox for thì ở trong C# mình khai báo chữ full lên và mình sẽ chỉ tới cái phần tính nào. Đó. Được ha. Rồi. Có chọn là cái giá trị bằng cái giá trị trong thuộc tính value. Được không các bạn? Để value của mình để chỉ chung đó. Các bạn không thích các bạn để giá trị khác tùy ý nha. Còn không chọn là nó bị null. Đó. Do đó nếu mà có chọn thì cái gì khác null rồi. Nếu khác null thì mình cứ xét lại. Đúng rồi, không có. Nếu khác null thì cái biểu thức này là đúng, đúng không các bạn? Biểu thức này là đúng, đây là biểu thức so sánh, mua biểu thức so sánh mà. Được chưa? Vậy thì khác luôn, ông này là true, đem gán vô đây. Nếu bằng luôn thì ông này là false, mất tiêu rồi. Mới luôn là khác luôn, là sai rồi. Ở bên trong này chúng ta show ra cái status ha. Vậy thì ở đây chúng ta có status. Rồi,
Vậy thì chạy thử cái coi nó được true hoặc là false hay không. Chúng ta bỏ chọn cái nè, vậy là nó false là đúng nè. Mình chọn vào trong checkbox với chuột cái nó true kìa. Như vậy là được rồi ha. Rồi, hướng về giá trị tương ứng. Rồi, cái thứ hai, à kìa con lớp ơi. Cái thằng này đi chậm chậm hay chờ không? Ai chưa có cái demo đây thì gớt cho, rồi chúng ta dựa trên này chúng ta làm tiếp. Nè, chúng ta import một cái là xong thôi. Đó. Thì khi các bạn lấy đồ set, các bạn chọn import cái file import chỉ tới cái chỗ nào mà chứa cái là xong rồi. Cái ông mình đang lấy từ ở trên mạng về á, cho đó các bạn sẽ mơ mốt để cho mỗi lần mà lót nó lót tại mình gớt cái đường điện nó về là sao nha. Ông mình làm biến rồi đó, mình không có gớt á. Các bạn gớt về các bạn nhận từ nhận cái là xong mà. À đi bọt đi. Chiếc bốt dạng chu phôn bây giờ tới chiếc bốt clip. Giả sử mình đưa danh sách những cái ngôn ngữ ra, người ta chọn một số cái ngôn ngữ người ta biết, đưa danh sách những cái khóa học, người ta chọn những cái khóa học đã học rồi, vân vân. À, vậy thì bây giờ qua tới cái dòng thứ ba, language, chúng ta sẽ có đưa ngôn ngữ ra, chúng ta sử dụng language chỗ này. Thì mình vẫn xài checkbox nha, mình vẫn xài checkbox. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này value của mình là cái mã ngôn ngữ mà chúng ta cần đánh dấu, ví dụ nên lan 1. Và bây giờ trong trường hợp này mình sẽ đặt cái name cho nó language ở đây, language 1 nè. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ mình thêm 4 cái ngôn ngữ ha. Mình đưa 4 cái ngôn ngữ vào. Đó, chúng ta có 3 và 4. Thêm một dòng language nữa, language 2 nè. Đó. Rồi. Chúng ta có ở đây rồi đó, thêm một cái dòng này nữa, 3 và 4. Rồi 2, 3 và 4. Ở dưới cái status lúc nãy cốp dòng nó xuống thôi. Em cứ cốp từng dòng xuống thôi. Đó, chúng ta sửa thành language cho nó. Và bây giờ là mình đưa một số cái checkbox vào. Và mình cần lấy danh sách những cái checkbox này ra. À, trong trường hợp mà người ta xài checkbox này nè, thì có phải là chúng ta sẽ lấy về được nhiều kết quả chứ gì nữa, đúng không các bạn? Thì ở trong CP Serverless nó sẽ trả về cho mình một cái mảng các cái kết quả mà mình chọn, do đó mình hướng về là hướng được cái này được nha. Do đó bây giờ trong trường hợp này nè, chúng ta sẽ hướng bằng một cái hàm mới, chúng ta sẽ hướng bằng cái hàm mới, có gì với cái ông checkbox list này là ông cần phải có một cái mảng để ông hướng lại thôi. Vậy thì bây giờ về cái boss đi các bạn. À, lên cho chạy thử cái, lên giao diện coi làm sao ha. Vậy thì giờ trong trường hợp này chúng ta có, rồi đây là danh sách. Các bạn có thể cho cái language này lên trên nè, cho nó sát cái đầu các bạn sử dụng về like á. Cái này của HTML phần thôi, các bạn sử dụng về like cho lên top thôi. Này cho đẹp lắm ha, nếu không có những nghĩa trong cái xử lý của mình ha. Này, đó, nên việc nó lên thẳng sát của góc bên này. Giống như cái description đó, các bạn muốn cho nó lên nằm bên trên này thì cho về like vô. Ngay chỗ td của cái này của sự giải về like. Mình sẽ go like. Rồi, vậy thì giờ mình lấy giá trị được các bạn. Rồi, vậy thì về DoBoss chúng ta lấy ra, chúng ta hướng về bằng cái mảng đi các bạn. Chỗ này là chúng ta có checkbox list nè, chúng ta lấy checkbox list. Chúng ta có một cái mảng ngôn ngữ, mình có một cái mảng ngôn ngữ. Đó, hướng bằng cái mảng. Chúng ta lấy request,
chúng ta gọi cái hàm guess parameter value. Đây là cái hàm ở guess parameter value. Thì các bạn thấy nó trả về cho mình đó, cột thứ ba là một cái mảng chuỗi, đúng không mọi người? Cái nè, mảng chuỗi nè. Đó, trong cái nó có nè. Đó. Rồi gọi cái hàm này chỉ tới cái tên của control chúng ta cần lấy. Thì trong trường hợp này mình có cái name nè, language ở đây. Nhớ là chúng ta đặt cùng name ha. Như vậy là chúng ta hướng về được một cái mảng chuỗi. Rồi, vậy thì mình đem cái mảng chuỗi này mình show vào ở trong cái trang resource.cp thì set attribute đẩy qua cho nó. Mà đã là cái mảng thì phải lập cái gì nữa? Mà qua bên kia lập thì mình sử dụng CSTL để mình lập, đúng không mọi người? Mà muốn sử dụng CSTL thì phải đưa ba cái thư viện CSTL vào. Do đó lớp lấy ba cái thư viện nó bỏ vào folder list đi. Cái folder library server là mình sẽ xài xuyên suốt luôn nha. Rồi vậy thì copy ba cái thư viện của CSTL bỏ vào trong folder list. Rồi sau đó chúng ta sẽ đứng từ ở trong serverless, chúng ta đẩy ra cái mảng language này qua bên kia. Qua bên kia sử dụng directstyle để chúng ta khai báo vào folder library Java CSP CSTL. Đó, đó thì nó CSTL là mà nó lấy nha mọi người. CSP ha, CSTL bỏ vào folder list, cái là chúng ta có thư viện của CSTL chúng ta xài rồi. Đó. Rồi, và bây giờ đẩy cái language này qua bên kia, bỏ vào web info folder list ha. Chúng ta có request set attribute, nó là một cái object mà muốn bỏ gì tùy ý. Đó, truyền qua. Như vậy là người ta chọn những cái ngôn ngữ nào chúng ta đã lấy được và chúng ta truyền vào trong resolve rồi. Đó. Rồi vậy thì bây giờ cái chuyện còn lại là qua bên kia lập để show ra mấy cái ngôn ngữ này thôi. Được chưa? Chúng ta sử dụng dòng lập của CSTL luôn. Lên trên khai báo directstyle, nhớ không mọi người? Này, bọc cái xong bị lỗi. Bị lỗi hả? Ủa?